Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món thạch nhãn. Để làm cái món này thì mình không thể nào thiếu nhãn được nha. Ở đây thì mình chuẩn bị 800g nhãn thều. Và các bạn nhìn cái trái nhãn nè, rất là to luôn. Và nhãn này cực kỳ thơm luôn á. Và đường thì mình dùng 200g. Ở đây là siro hương dâu, mình dùng 1 muỗng canh. Và 1 muỗng canh siro hương táo. Ngoài hai cái siro hương này thì các bạn thích cái loại siro hương nào thì mình dùng cái loại siro hương đó nha. Nước thì mình dùng 1 lít nước. Còn đây là bột rau cau dẻo Rovin, một gói như vậy là 10g và mình sẽ sử dụng hết một gói luôn. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ lột vỏ nhãn ra, rồi mình bỏ đi cái phần hạt ở bên trong. Các bạn cùng xem mình làm nha. Mình sẽ lột một lớp vỏ. Đây, các bạn nghe chỗ này là cái cùi nè. Mình lột ngay chỗ này nha. Mình lột nửa trái nhãn thôi, chừa lại một nửa phần vỏ để mình cầm cho nó dễ, nó không có bị trơn. Rồi, như đây là được rồi. Sau đó các bạn sẽ dùng một cái cây tăm nhỏ như vậy. Mình xuyên vô cái phần thịt ngay chỗ này nè, các bạn nhìn nha. Mình để cho cái cây tăm này sâu xuống. Rồi xoay theo vòng tròn để cho cái phần thịt nó xuất ra khỏi cái hạt á. Rồi, như vậy là được rồi. Mình dùng cây tăm này mình đâm từ ở bên dưới nè. Bạn đâm ngược lên như vậy, đẩy cho cái phần hạt này nó rớt ra. Rồi, phần hạt rớt ra rồi, mình chỉ việc khiều nó ra thôi. Và sau đó mình lấy cái phần thịt ra luôn, rất là dễ dàng, và cho vào trong cái tô. Tương tự thì mình sẽ làm cho đến khi nào hết nha. Các bạn thấy cái cách lấy hạt ra như vậy có dễ không nè? Cực kỳ dễ luôn. Và lại nhanh nữa, mà cái miếng thịt nhãn nó không có bị tét ra nhiều. Do nhãn thì mình đã lột vỏ và tách hạt xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ lựa ra 20 trái nhãn đẹp nha. Và ở đây mình có chuẩn bị cái khuôn hình tròn như vậy nè các bạn, để mình để trái nhãn vô như vậy, để chút nữa mình chế phần rau cau vào giữa thì nó sẽ không có bị nghiêng á. Và nhà các bạn mà có cái ly nhỏ nhỏ mình để vào cũng được. Nhãn thì mình đã sắp vào trong hai cái khuôn xong hết rồi. Và đây là cái phần nhãn còn lại nè các bạn, mình sẽ đem đi xay thật là nhuyễn. 1 lít nước này thì mình sẽ đổ 800ml nước vào trong cái nồi. Mình chừa lại 200ml nước để mình cho phần nhãn vào mình xay nha. Mình sẽ cho hết cái phần nhãn còn lại vào trong cái ca sa sinh tố. Cái nồi nước này thì mình sẽ cho bột rau câu vào trong một cái chén đường. Mình sẽ trộn đều lên rồi đổ vào trong cái nồi nước. Và khi đổ vào thì mình sẽ vừa khuấy vừa đổ đường với lại bột rau câu vào. Khuấy đều lên rồi mình sẽ để yên khoảng 15 phút. Và bây giờ mình sẽ xay cái phần nhãn này, xay cho thật là nhuyễn. Phần nhãn thì mình đã xay nhuyễn rồi và rất là thơm luôn á. Phần nước rau câu mình đã ngâm xong rồi, bây giờ thì mình sẽ bật bếp lên. Nấu cho cái phần nước rau câu này sôi lên rồi mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Và trong lúc nấu thì mình sẽ khuấy thường xuyên như thế này nhé, để tránh cái phần rau câu của mình nó bị khét ở dưới đáy nồi. Phần nước rau câu đã bắt đầu sôi lên rồi, bây giờ mình hạ lửa nhỏ xuống, nấu thêm 2 phút nữa. Phần nước rau câu mình nấu như vậy là được rồi, bây giờ mình sẽ múc rau. Hai cái chén nha, mỗi một cái chén là 100ml nước rau câu. Và phần nước rau câu còn lại trong nồi thì mình sẽ đổ vào 200ml nước nhãn hồi nãy mình xay á các bạn. Đổ vào và mình khuấy đều lên. Khuấy đều lên rồi mình sẽ đổ ra ngoài cái khuôn. Và các bạn cũng có thể nêm nếm lại cái độ ngọt cho hợp khẩu vị ăn nha. Nếu mà thấy chưa ngọt các bạn có thể cho thêm đường. Wow, rất là thơm luôn á. Nhìn cái này giống như là sữa vậy đó các bạn. Nó có cái màu trắng hơi đục đục. Rồi thôi, bây giờ mình đổ ra ngoài khuôn thôi. Ở đây mình có chuẩn bị một cái khuôn hình tròn nè. Rồi giờ mình đổ nước rau câu vào trong cái khuôn này. Thơm quá rồi các bạn ơi, cực kỳ thơm mùi nhãn luôn. Mình đã cho hết phần rau câu vào trong cái khuôn rồi. Bây giờ thì chỉ việc đợi cho cái phần rau câu này nguội và đặt lại. Sau đó mình sẽ đem để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Để cho cái phần rau câu này á, các bạn nó lạnh lên khi ăn thì nó sẽ ngon hơn. Rồi, phần nước rau câu trong cái chén thì mình sẽ đổ nước siro vào.
Bên đây thì mình sẽ đổ siro. Còn bên đây thì mình sẽ đổ siro dâu vào. Rồi khuấy đều lên. Bên đây mình cũng khuấy đều lên luôn. Sau đó mình sẽ đổ vào trong cái trái nhãn. Cái khuôn này á thì mình sẽ đổ vào rau câu màu xanh nha. Còn cái khuôn còn lại thì mình sẽ đổ siro màu hồng vào. Các bạn dùng cái muỗng nhỏ nhỏ như vậy nè, mình chế vào cho nó dễ với đây. Mùi trái nhãn này thì mình sẽ chế vào siro hương táo. Còn 10 trái nhãn còn lại thì mình sẽ chế vào siro hương dâu nha. Thôi mình đã cho rau câu vào trong nhãn hết rồi. Wow, bên ngoài trời mưa rất là to luôn đó các bạn. Bây giờ thì mình chỉ việc đợi cho rau câu nó đặc lại, rồi mình đem để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng nha. Và rau câu thì mình vừa lấy ra khỏi ngăn mát tủ lạnh, bây giờ mình sẽ úp ra nha. Thôi mình sẽ dùng một cái dao để mình cắt rau câu ra. Wow, rau câu rất là dai luôn á. Rồi mình cũng lấy cái phần rau câu ở trong trái nhãn này ra luôn. Như vậy là mình đã làm xong cái món thạch nhãn rồi. Đây mình lót lên một miếng lá chuối đó các bạn, để cho các bạn nhìn rõ hơn. Nhìn như vậy thì nó nổi bật và đẹp hơn á. Đây cái phần thạch này thì nhãn mình đã xay nhuyễn ra rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Đây là cái phần rau câu khi nãy mình cắt ra đó, mình để vào trong cái dĩa rồi và cắt ra thành những cái miếng nhỏ vừa ăn như vậy. Rồi để mình ăn thử cái phần nhãn mà có rau câu ở trong giữa nè. Wow, nhãn rất là thơm luôn các bạn. Mình ăn cái phần thịt bên ngoài á thì nó hơi dai nè. Vị ngọt tự nhiên của nhãn á thì nó ngọt rất là vừa chứ không có ngọt gắt quá. À, cái phần thạch ở bên trong á thì khi mà mình ăn á thì mình nghe có cái mùi dâu nè. Bên ngoài thì mùi nhãn, nhai vào bên trong thì có cái mùi dâu. Hai hương vị đó kết hợp lại với nhau thì mình thấy rất là ngon luôn. Rồi bây giờ thì để mình ăn thử với cái hương táo nha. Đây, hương táo có màu xanh. Màu xanh này nhìn giống như là màu xanh của lá dứa vậy đó. Mùi táo rất là thơm luôn các bạn. Mùi táo với mùi nhãn kết hợp lại mình thấy cũng cực kỳ ngon luôn. Và mùi thơm thì nói chung là mình thấy nó rất là thơm luôn á. Và nhãn thì mình ăn nó lạnh lạnh nè, rất là ngon luôn. Và bây giờ để mình ăn thử cái phần thạch nhãn mà mình xay nhuyễn ra nha. Đây các bạn nhìn nè, nó trong. Và mình nhìn vào bên trong á thì mình sẽ thấy được cái phần nhãn mà mình xay á. Mình xay không có nhuyễn lắm nha các bạn, xay nhuyễn vừa thôi. Cái phần nhãn mà mình xay ra đó các bạn, khi mà mình ăn á thì mình thấy cái hương thơm nó không có thơm nhiều như là cái trái nhãn như thế này. Mình ăn nguyên một trái nhãn như vậy, bên trong có một ít rau câu á thì mình thấy nó thơm hơn là cái phần mà mình xay ra. Nhưng mà ăn vẫn ngon nha. Rau câu thì ăn nó dẻo dẻo nè và rất là mát lạnh luôn. Cái phần rau câu này á, khi mà mình khuấy nước á thì mình đã ngâm 15 phút rồi, để cho khi mà mình nấu rau câu xong á mình để vào trong tủ lạnh á thì rau câu nó không có bị chảy nước ra. Rồi mình sẽ ăn tiếp nhé. Mình ăn cái phần thạch nhãn ở bên trong là hương táo. Mình thích ăn hương táo các bạn, hương táo cực kỳ thơm luôn á. Hiện giờ đang là mùa nhãn đó các bạn, cho nên là các bạn tranh thủ làm cái món thạch nhãn tại nhà đi nha. Rất là thơm và ngon. Mình làm để vào trong ngăn mát tủ lạnh đó, khi nào ăn thì mình sẽ lấy ra. Các bạn có thể làm cái món này để tiếp tại khách khứa bạn bè nè, hoặc là ở nhà mình có đám tiệc các bạn cũng có thể làm như vậy luôn cũng được. Nhìn rất là đẹp và bắt mắt đúng không các bạn? Và để làm cái món thạch nhãn này thì các bạn nên chọn những loại nhãn trái thật là to như vậy. Như vậy thì mình sẽ lấy được nhiều thịt hơn. Và các bạn ơi, video làm món thạch nhãn của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công nhé và ăn ngon miệng nữa.
Nếu các bạn mà có yêu thích cái món ăn của mình thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!